chương 600 linh một tâm địa ác độc. Cái hộp to bằng lòng bàn tay người lớn, vuông vắn trông rất tinh tế. Ngoài ra ở trên mặt hộp còn khắc họa những đường nét hoa văn phức tạp. Đường Tuấn mới mới vừa cầm lấy chiếc hộp, trong lòng đã khẽ động, thế mà lại có một chút hàn khí phát ra từ những khe hở trên hộp. Nếu không phải tinh thần lực của anh đã tăng vọt, chỉ e rằng còn không thể cảm nhận được. Lúc trước tôi đã thử mở hộp, có điều lại mở không ra. Khuôn mặt già của thẩm dũng đỏ ửng, có vẻ hơi xấu hổ. Đường Tuấn lại lắc đầu, cái hộp này xuất thân từ trong tay gia tộc Võ Đạo, người bình thường sao có thể mở được. Khi đang vận chuyển chân khí hội tụ giữa hai lòng bàn tay, thế nhưng đột nhiên chân khí lại không tự chủ được mà bị cái hộp đầy hoa văn đó hấp thụ. Hoa văn dần dần tỏa sáng, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, chiếc hộp tự động mở ra. Trong nháy mắt khi chiếc hộp sắp mở ra, trong lòng Đường Tuấn đột nhiên xuất hiện một dấu hiệu cảnh báo một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm bao phủ toàn thân của anh, cả thân thể đột nhiên nổi ra gà. Cạch, ngay khi chiếc hộp vừa được mở ra, một luồng hàn khí trắng hồng mạnh mẽ bắn ra từ bên trong. Tốc độ nhanh như chớp, mục tiêu đã chĩa thẳng vào cổ họng đường Tuấn. Nếu hàn khí trắng hồng này rắn chắc, đường Tuấn có cảm giác cổ họng bản thân nhất định đã bị đục thủng một lỗ. Cho dù thân thể anh bây giờ đã là xương ngọc máu bạc, gần với vô cấu đạo thể của đạo gia nhất, cũng không thể ngăn cản được bộp. Audio điện tử võ tấn bền. Đường Tuấn đột nhiên ra thế phòng thủ bằng cả hai tay, hai bàn tay cùng nhau kẹp chặt luồng hàn khí trắng hồng kia. Lúc này, đường Tuấn mới nhìn thấy rõ ràng luồng hàn khí trắng hồng kia là cái gì. Đó là một cây kim được làm từ hàn khí thuần khiết tới cực điểm rồi cấu tạo thành kim băng, chỉ dài bằng ngón tay trỏ và dày bằng một cây tam xỉa răng. Nó nhìn thì có vẻ không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng chắc chắn nó còn mạnh hơn so với một kiếm chí mạng của Từ Phong. Đây hoàn toàn không phải là món quà nào hết, mà là một sát chiêu muốn đẩy anh vào chỗ chết. Cuối cùng Đường Tuấn cũng đã suy nghĩ cẩn thận những đường nét hoa văn đó tại sao lại hấp thụ chân khí của bản thân, thì ra là dùng để kích hoạt cây kim băng được giấu trong hộp. Tâm địa ác độc. Đường Tuấn hung dữ mà nghĩ, có điều lúc này anh căn bản là không kịp nghĩ được nhiều thứ khác. Cái cây kim bạc kia tuy rằng đã bị kẹp giữa hai lòng bàn tay anh, nhưng cũng không hề dừng lại. Kim băng xoay tròn ở giữa hai lòng bàn tay anh, hàn khí lạnh lẽo đáng sợ tỏa ra, đông cứng hai lòng bàn tay anh, ngay cả chân khí cũng có xu hướng bị đông cứng. Không tốt, kim băng này quá lớn mạnh, tôi không ngăn được. Người chế tạo ra kim băng này nhất định phải là cao thủ cảnh giới thần hải, thậm chí còn phải mạnh hơn so với Trung Khê San. chương 602 người gọi là Ninh Đình Trung. Trong nháy mắt, cánh tay anh đã trở lại hình dáng ban đầu. Cái kim băng kia cũng dần dần tan ra. Kỹ năng rất tốt, thế mà lại có thể bẻ gãy cây kim huyền băng của tôi. Tên bác sĩ ngu ngốc, lại dám dùng thủ đoạn để áp chế hàn linh thể của con gái tôi. Cây kim huyền băng này cứ xem như là hình phạt nho nhỏ của tôi dành cho cậu. Nếu cây kim huyền băng ấy không thể giết chết cậu, vậy thì trước tiên tôi đây sẽ lưu lại cái mạng nhỏ này của cậu. Hừ, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong đầu đường Tuấn, trong giọng nói mang theo thái độ cao cao tại thượng dường như tính mạng của đường tuấn trong mắt cô chẳng khác gì một con kiến không có bất kỳ phân biệt nào tim băng hoàn toàn tan ra rồi biến mất mặt dây truyền ngọc bích trong thức hải của đường tuấn cũng trở lại bình tĩnh tuy nhiên toàn thân quần áo của đường tuấn lại ướt đẫm mồ hôi trên mặt là biểu cảm sống sót sau tai nạn nhưng mà anh lại không có một tí vui mừng nào ngược lại còn tức giận ngập trời nếu anh không có được mặt dây truyền ngọc bích vô danh này ở ngôi mộ trên núi chỉ e rằng lần này anh thật sự sẽ chết. Bị người như vậy hung hăng tính kế một lần, suýt chút nữa đã mất mạng, anh sao lại không giận được. Đường Tuấn nặng nề thở hổn hển, cả người cảm thấy nhẹ nhõm, cho dù có đánh nhau với tử phong, anh cũng không có chật vật như thế. Hàn Cung, Đường Tuấn hung hăng gọi cái tên này, thầm nghĩ, đối một người xa lạ mà có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn này, nói vậy cũng không phải là người tốt. Ngọc Nhu về đó e rằng không phải là chuyện tốt. Đường Tuấn, anh không sao chứ. Biến cố vừa rồi diễn ra trong nháy mắt, thẩm dũng xem mà như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn là không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đường Tuấn lắc đầu, miễn cưỡng bình tĩnh lại tâm tình của bản thân, vỗ vỗ bàn tay, nói ông thẩm, tạm thời chuyện của Ngọc Nhu ông không cần bận tâm. Sao cho tôi đi, tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Chờ chuyện ở thành phố Vinh xử lý xong xuôi, xem ra phải đi tìm một chuyến cái tên sư phó kia Trình Tuấn Vũ, xem ông ta có biết chuyện gì về hàn cung hay không thẩm dũng nhìn thấy đường tuấn lập lời thề son sắt bảo đảm như thế lúc này vẻ mặt đau thương của ông ta cũng giảm bớt một chút ông thẩm trong khoảng thời gian này tôi không ở thành phố vinh hiệp hội y học cổ truyền thế nào rồi để đánh lạc hướng sự chú ý của thẩm dũng đường tuấn nhanh chân chuyển đề tài thẩm dũng suy nghĩ một lát nói mọi việc đều rất thuận lợi cô gái nhỏ của nhà họ lý kia quả nhiên có chút thực lực có không ít người âm thầm muốn ngáng chân hiệp hội y học cổ truyền, nhưng mà đều bị cô ấy giải quyết hết. Bây giờ hiệp hội y học cổ truyền đã chính thức thành lập, có không ít y học cổ truyền xin tham gia. Hiện tại họ đã tạm dừng hoạt động, e rằng anh sẽ phải bớt chút thời gian đi một chuyến, quyết định xem ai sẽ được tham gia. Đường Tuấn gật gật đầu, ngượng ngùng cười, từ khi hiệp hội y học cổ truyền thành lập đến nay, anh quả thật đã không làm tròn trách nhiệm của một hội trưởng có điều Lý Ngọc Mai lại làm tốt hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. Sau đó, Thẩm Dũng chủ động hỏi về chuyến đi đến Dược Y Cốc. Đường Tuấn nói khái quát một chút, trong đó rất nhiều chi tiết bị anh lược bỏ, chỉ nói Dược Y Cốc tạm thời thỏa hiệp, sẽ không can thiệp vào sự phát triển của Hiệp hội Y học cổ truyền. chương 603, đã là đồ vật của tôi thì ai cũng không thể lấy đi được. Đường Tuấn, cậu đã về chưa? Điện thoại vừa kết nối, giọng nói sốt ruột của Ninh Đình Trung đã vang lên ừm vừa trở về làm sao vậy đường tuấn hỏi ninh đình trung trầm giọng nói cậu trở về là tốt diệp thanh phương đã bắt đầu ra tay rồi hai ngày trước tập đoàn nam nhật đã hủy bỏ toàn bộ số thuốc đặt trước của nhà họ ninh chúng tôi diệp thanh phương sai người nói với tôi rằng nhà họ ninh tôi quá nhỏ bé đơn hàng lớn như vậy sao có thể nuốt trôi được giọng nói đầy sự tức giận của ninh đình trung phát ra từ trong điện thoại có thể thấy rõ ràng bây giờ anh ta đã bị sự coi thường của Diệp Thanh Phương chọc cho tức điên rồi. Ừ, tôi hiểu rồi, Đường Tuấn bình tĩnh trả lời. Anh không cảm thấy bất ngờ trước hành động này của Diệp Thanh Phương lắm. Cả thuốc thông thần lẫn bột tuyết cơ đều có thể mang lại lợi ích rất lớn, với tính cách của Diệp Thanh Phương thì làm sao có thể chấp nhận được. Còn nữa, lúc trước Diệp Nam Nhật cho cậu 15% cổ phần của tập đoàn Nam Nhật. Giờ số cổ phần đó cũng bị giảm đến chỉ còn lại một nửa. Mẹ nó, cậu không nhìn thấy được bộ dạng coi trời bằng vung của tên diệp thanh phương trong khoảng thời gian này à khi nào thì cậu mới bắt đầu chuẩn bị hành động ninh đình trung hỏi vậy ngày mai đi đường tuấn nói một cách lạnh lùng tiếp theo tôi còn có việc phải làm không dư thời gian để lãng phí cùng anh ta chuyện của bên phía hiệp hội y học cổ truyền giờ chắc cũng được xử lý ổn thỏa rồi hiểu rồi tôi sẽ kêu người chuẩn bị ngày mai cậu chuẩn bị xem trò cười đi từ lâu tôi đã muốn nhìn thấy tên diệp thanh phương gặp xui xẻo rồi Ninh Đình Trung nói. Hai người lại nói thêm hai ba câu nữa, rồi mới tắt điện thoại. Đường Tuấn cầm điện thoại di động, nhìn về phong cảnh ngoài cửa sổ, thở dài nặng nề, đã là đồ vật của tôi thì ai cũng không thể lấy đi được. Ngày hôm sau, Đường Tuấn ăn sáng cùng với Hoa Tiểu Nam, sau đó đi đến tập đoàn Nam Nhật. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là tập đoàn Nam Nhật đã chiếm hết nổi bật, nhờ vào thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Với hai loại thuốc mới có khả năng vượt trội này, chỉ cần không đến 2 tháng, lợi nhuận hiện tại còn nhiều hơn lợi nhuận một năm trước của tập đoàn. Điều này khiến cho ban hội đồng đông đảo của tập đoàn Nam Nhật cười không khép miệng được, đồng thời họ khen tổng giám đốc hiện tại Diệp Thanh Phương này đến 9 tầng mây. Diệp Thanh Phương càng trở nên cực kỳ đắc ý, lúc này anh ta đứng trước cửa sổ kính sát trần của văn phòng, nhìn ra gần hết toàn cảnh thành phố, tay cầm một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lắc nước cha, cha vẫn luôn nói với con rằng đường tuấn giỏi giang như thế nào bây giờ xem ra là cha sai rồi từ hôm nay trở về sau tập đoàn nam nhật chỉ thuộc về nhà họ diệp cả bột tuyết cơ lẫn thuốc thông thần đều không có quan hệ gì đến người họ đường diệp thanh phương cảm thấy quyết định lúc trước của mình thật sáng suốt nếu không làm thế mà nào tập đoàn nam nhật có được địa vị và danh tiếng như hôm nay ngay cả anh ta cũng sẽ không có khả năng lật kèo lại dù cho anh ta có sử dụng cách làm không tốt đẹp lắm nhưng mà trong kinh doanh không cần quan hệ cha con chỉ có kẻ thắng người thua chương 604 đường Tuấn Anh nhất định phải thất bại thảm hại. Vào đi, Diệp Thanh Phương xoay người lại, bỏ ly rượu trên bàn. Một cô gái với trang phục công sở và đôi vớ đen đi đến. Cô ta có vẻ ngoài ưa nhìn, đặc biệt khi mặc trang phục bó sát đã tôn lên đường cong cơ thể đầy thước tha hấp dẫn thêm phần quyến rũ thu hút. Cô ta nhìn Diệp Thanh Phương, trong ánh mắt có chứa yêu mến và hâm mộ. Người đã mang tập đoàn Nam Nhật lên đỉnh cao, vượt qua cả hai nhà lý t chính là vị tổng giám đốc trẻ tuổi trước mặt. Một người vừa trẻ, vừa tài giỏi, lại còn bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, anh ta đã trở thành hoàng tử trong mơ của hầu hết tất cả những cô gái trẻ trong tập đoàn này. Chuyện gì vậy, Vãn Tình? Diệp Thanh Phương lên tiếng nhắc nhở. Anh ta cũng không có bắt lỗi vì sự sơ suất của cô ta. Khi anh ta ở vị trí càng cao, cách anh ta cư xử với mọi chuyện cũng dần dần thay đổi hiện tại diệp thanh phương đã có sự khác biệt rất lớn với bản thân ăn chơi sa đọa ngày trước cô gái tên là vãn tình nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên lúc này mới nhớ tới việc chính nhanh chóng nói ông chủ các cổ đông của tập đoàn cùng với tổng giám đốc mao đều đến rồi chỉ còn chờ anh qua đó ừ tôi biết rồi diệp thanh phương bình tĩnh trả lời vãn tình do dự một chút rồi nói tiếp ninh trung bình và đường tuấn cũng đến rồi Động tác của Diệp Thanh Phương hơi chứng lại một chút, nhưng sau đó vẫn dùng giọng bình thản nói, đã biết. Trong mắt của anh ta hiện ra một tia tàn nhẫn và quả quyết. Hôm nay, tôi sẽ khiến anh thấy rõ sự chênh lệch giữa hai chúng ta. Từ nay về sau, giữa hai chúng ta, người trên trời kẻ dưới đất. Đường Tuấn Anh nhất định phải thất bại thảm hại. Khi Diệp Thanh Phương cùng với thư ký đi vào phòng họp, cùng lúc thấy Đường Tuấn đang vừa cười vừa nói chuyện với Mao Lương, Cảm giác như bạn cũng lâu ngày không gặp. Còn Ninh Trung Bình không biết đã chạy đi đâu. Cảnh tượng trước mắt khiến trong lòng của Diệp Thanh Phương có chút khó chịu, theo lý thuyết, anh ta cùng với Mao Lương bắt tay hãm hại Đường Tuấn một lần, Đường Tuấn phải biến Mao Lương trở thành kẻ thù mới đúng, tại sao họ lại có thể nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy? Hừ, chắc hẳn chỉ là đang giả bộ thôi. Dù sao nơi này cũng là nơi công cộng, Đường Tuấn nếu có khó chịu thì cũng phải cười trong miễn cưỡng trong lòng Diệp Thanh Phương suy nghĩ đầy ác ý. Giám đốc Mao, Đường Tuấn, hai người đã đến. Diệp Thanh Phương đi qua, chào hỏi hai người. Đường Tuấn và Mao Lương chỉ gật đầu chào lại, nhưng không có ý định đứng dậy. Diệp Thanh Phương có chút mất mặt, sắc mặt hơi trầm xuống, từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn và nói, hình như tôi không có mời anh tới tham gia cuộc họp ngày hôm nay thì phải. chương 605, tôi không đồng ý. Diệp Thanh Phương hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng đường Tuấn nói chuyện tào lao, trò chuyện với Mao Lương, giám đốc Mao, vài người bên kia là những người được tôi chọn làm đại lý buôn bán thuốc mới lần này, để tôi dẫn đến cho anh làm quen một chút. Hiện tại Mao Lương đang là đại lý lớn phân phối hai loại thuốc mới, sau lưng có nhà họ thẩm giàu có số 1, tập đoàn Nam Nhật có thể phát triển nhanh chóng đến như thế, vượt qua cả nhà họ Tề và nhà họ Lý, có quan hệ rất lớn từ sự duy trì Mao Lương. Yêu cầu này của Diệp Thanh Phương rất bình thường, Ai biết Mao Lương cũng không có ý định đứng dậy, lắc đầu từ chối, chờ cuộc họp xong rồi nói sau. Nụ cười trên mặt Diệp Thanh Phương cứng đờ lại, nói, giám đốc Mao, chỉ sợ như vậy không tốt lắm. Mao Lương liếc nhìn anh ta, nói, có cái gì không tốt, muốn gặp chính anh đi gặp. Không thấy được tôi và Ngài Đường đang nói chuyện sao. Sắc mặt của Diệp Thanh Phương đột nhiên thay đổi, lời nói này của Mao Lương quả thực là hung hăng tát anh ta một bàn tay ở trước mặt nhiều người. Mao Lương, anh không sợ tôi nói cho Thẩm Dương." Giọng Diệp Thanh Phương âm trầm nói. "Điều Mao Lương hận nhất đó là nghe người khác nhắc tới hai chữ Thẩm Dương." "Này." Giọng Mỉa Mai nói, "Ha ha. Nếu muốn anh có thể đi nói." Diệp Thanh Phương nghe vậy, không biết hôm nay Mao Lương nổi điên cái gì, chỉ có thể đè lại tức giận trong lòng, ngồi xuống chỗ trung tâm của sảnh họp. Những người còn muốn xem trò hay khác cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Bây giờ cả Diệp Thanh Phương và Mao Lương đều không phải bọn họ có thể đắc tội hôm nay tôi tập hợp mọi người lại đây là muốn cùng tất cả lần nữa bàn bạc một chút về chuyện số lượng định mức của hai loại thuốc khả năng của nhà họ ninh không đủ tôi đã quyết định đem số lượng định mức của bọn họ nhường lại thay đổi thành những người khác không biết các vị ở đây có ý kiến gì hay không diệp thanh phương bình tĩnh nói giống như chuyện vừa rồi không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến anh ta tôi không đồng ý anh ta vừa nói xong đường tuấn lập tức lên tiếng phản đối tức thì ánh nhìn của mọi người đều tập trung ở đường Tuấn. Anh không đồng ý, đầu tiên Diệp Thanh Phương cảm thấy sửng sốt, chợt châm chọc nói anh có tư cách gì mà không đồng ý. Nếu không phải tôi không so đo với anh, anh làm gì có tư cách ngồi ở chỗ này. Không sai, đường Tuấn, tuy rằng công thức thuốc là anh lấy ra tới, nhưng sản xuất và xuất bán đều do tập đoàn Nam Nhật chúng tôi toàn bộ phụ trách, không có một chút quan hệ gì với anh. Anh không có tư cách lên tiếng. Tổng giám đốc Diệp, tôi thấy vẫn nên làm bảo vệ bắt anh ta đi ra ngoài, để cho anh ta tỉnh táo lại một chút. Mắc công lại có người không biết rõ bản thân đang ở vị trí nào. Mấy cái cổ đông của tập đoàn Nam Nhật Hùa theo nói. Bọn họ là các cổ đông được Diệp Thanh Phương đề bạt một lần nữa sau khi nắm quyền. Dựa vào cái gì, chỉ bằng trong tay tôi đang có 30% cổ phần của hai loại thuốc mới. Đường Tuấn đem một phần văn kiện ném đến trên mặt bàn. Audio điện tử võ tấn bền chương 606 lời vừa nói ra, cả đại sảnh toàn bộ rung chuyển. Vậy nếu thêm 30% của tôi vào thì sao? Không biết nhiều đó đã đủ rồi hay chưa? Giọng nói của Mao Lương nhẹ nhàng nói tiếp sau đó. Lời vừa nói ra, cả đại sảnh toàn bộ rung chuyển. Tất cả các cổ đông đều lựa chọn ngoan ngoán câm miệng, tầm mắt không ngừng di chuyển ở trên người ba người đường Tuấn, Diệp Thanh Phương và Mao Lương. Không phải hôm nay Diệp Thanh Phương muốn đá Đường Tuấn ra khỏi tập đoàn Nam Nhật sao? Vị trí sao lại thay đổi như thế này? Mao Lương, anh muốn làm gì? Sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt của Diệp Thanh Phương. Mao Lương cười khẽ một tiếng, nói tôi có thể làm gì? Không sợ nói cho anh, 30% cổ phần này trong tay tôi vốn là Đường Tuấn nhờ tôi mua, thực tế người nắm giữ không phải tôi, mà là anh ta. Cho nên hiện tại Đường Tuấn có được 60% định mức của thuốc mới mà anh và các cổ đông khác chỉ chiếm hữu 40%, anh nói xem là ai không có tư cách lên tiếng. Sắc mặt của Diệp Thanh Phương biến đổi mạnh mẽ, lúc trước anh ta vì có thể mau chóng khống chế công ty ở trong tay, được đến đa số cổ đông duy trì, một hơi bán đi rất nhiều cổ phần thuốc mới. Ban đầu là tính về sau từ từ thu mua lại, không nghĩ đến sẽ xuất hiện cục diện như hôm nay. 60%, Diệp Thanh Phương nhìn Mao Lương và Đường Tuấn, trên mặt hiện ra vẻ mặt oán hận thì ra lúc trước là cả hai người diễn kịch, khiến cho tôi đem rất nhiều cổ phần bán cho anh. Đê tiện, đê tiện, ha ha, tôi đây sao có thể so được với anh. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, thuốc thông thần và bột tuyết cơ là tôi lấy ra, anh lại muốn chiếm riêng cho mình, cuối cùng là ai đê tiện hơn ai. Sắc mặt Diệp Thanh Phương thay đổi thất thường, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn chút, nói, dù cho mấy người lấy được 60% số định mức thì như thế nào? khoảng thời gian trước tôi đã xin độc quyền thuốc thông thần và bột tuyết cơ với cơ quan có thẩm quyền. Đến lúc đó, quyền sở hữu của hai loại thuốc mới này cuối cùng cũng thuộc về tập đoàn Nam Nhật của tôi, Đường Tuấn, anh vẫn thua. Kéo kẹt, Diệp Thanh Phương vừa nói xong, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra. Một người đàn ông đeo mắt kính mặc vest mang giày ra bước đến trong hoang mang rối loạn, nói với Diệp Thanh Phương, Tổng Giám Đốc Diệp, việc xin độc quyền thuốc mới xuất hiện vấn đề. Chuyện gì? Trong lòng của Diệp Thanh Phương bỗng nhiên xuất hiện dự cảm xui rủi, lúc này cũng không kịp chỉ trích sai lầm của người đàn ông, trực tiếp hỏi. Người đó nhìn mọi người ở đây, từng đôi mắt như hổ rình mồi làm cho anh ta thoáng sợ hãi. Lúc này anh ta mới nhớ tới hôm nay là ngày nào. Nếu thật sự đem cái tin tức như bom B52 này nói ra, chỉ sợ sẽ ở trong tập đoàn Nam Nhật tạo ra chấn động rất lớn. Chuyện gì, nói mau, nhìn thấy người kia do dự, lông mày Diệp Thanh Phương nhíu chặt lại trầm giọng quát. Tổng giám đốc Diệp của mấy người đang kêu cậu lên tiếng, cậu còn do dự cái gì? Mao Lương mỉm cười nói, chương 607, anh, dám, hãm, hại, tôi. Người đàn ông kia nuốt nước miếng, giọng nói có chút run rẩy, tổng giám đốc Diệp, độc quyền của bột tuyết cơ và thuốc thông thần đã được đăng ký từ trước, hơn nữa công thức của bên kia hoàn thiện hơn của chúng ta hoàn thiện rất nhiều. Chúng ta không có cách xin độc quyền. Độc quyền không xin được. Điều này có nghĩa rằng bọn họ không có cách nào tiếp tục sản xuất thuốc. Đây chắc chắn là một đòn chí mạng đối với tập đoàn Nam Nhật. "Sao? Cậu nói cái gì?" Một tiếng loảng xoảng vang lên, Diệp Thanh Phương đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi, giống như không có nghe thấy lời nói của người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn Diệp Thanh Phương, giọng nói lớn hơn một chút, "Tổng giám đốc Diệp, chúng ta không có cách nào xin độc quyền thuốc mới." Bụp. Diệp Thanh Phương tiện tay đem một phần tài liệu trên bàn ném ra ngoài, va chạm ở mặt kính dày giận phát ra âm thanh nặng nề, giống hệt tâm trạng bừng bừng lửa giận của anh ta ngay giờ phút này. Khốn nạn, là ai xin, gương mặt Diệp Thanh Phương đầy dữ tợn vặn vẹo, như là một con thú hoang đang bên bờ vực điên cuồng. Người đàn ông nói, là Hiệp hội Y học cổ truyền mới thành lập cách đây không lâu. Tầm mắt anh ta lặng lẽ dừng ở trên người đường Tuấn, ngập ngừng nói, người đứng đầu của Hiệp hội là đường, đường. Là tôi, Đường Tuấn lúc này cũng đứng lên, nói, tôi chính là hội trưởng hiện tại của Hiệp hội Y dược cổ truyền. Hai mắt Diệp Thanh Phương đỏ đậm, giọng nói hiện ra lạnh lẽo thấu xương, gần từng chữ một anh, dám, hám, hại tôi. Đường Tuấn nhún nhún vai, nói, bột tuyết cơ và thuốc thông thần vốn dĩ thuộc về tôi, tôi chỉ là lấy về đồ vật của chính mình thôi. Khoảng thời gian Hiệp hội Y học cổ truyền vừa mới thành lập, Đường Tuấn đã nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này cho nên lúc ấy anh đem chuyện này giao cho lý ngọc mai xử lý bây giờ xem ra cô ta làm rất tốt khốn nạn diệp thanh phương hét lên điên cuồng lấy một cái gà tàn thuốc trên bàn ném thẳng vào mặt đường tuấn anh ta lên kế hoạch tất cả thật tỉ mỉ ngược lại cuối cùng trở thành dọn chỗ cho đường tuấn hưởng lợi chuyện như thế làm sao anh ta không giận cho được diệp thanh phương chưa luyện được nội công ném gà tàn thuốc vào đường tuấn hoàn toàn không tạo ra chút sức tấn công nào đường tuấn ở không khí bắt lấy Gà tàn thuốc đã nằm gọn trong tay. Bây giờ, chắc là tôi đã có tư cách lên tiếng rồi chứ? Đường Tuấn đem gạt tàn thuốc đặt lên bàn, ánh mắt siếu cợt nhìn qua tất cả những người trong phòng họp. Chương 608 người đáng thương thì cũng có chỗ đáng giận. Mỗi một người trong đám cổ đông này đều là những kẻ đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, biết hai loại thuốc mới có khả năng mang lại lợi nhuận cực. Tương lai của bọn họ có sống trong sung sướng, dễ chịu hay không thì còn phải dựa vào lời nói của Đường Tuấn làm sao không ra sức nịnh nọt lấy lòng đường tuấn còn diệp thanh phương ở một bên đang tức giận điên cuồng bị bọn họ hoàn toàn làm lơ tập đoàn nam nhật đã không có hai loại thuốc mới chống lưng hơn nữa còn mất đi mao lương và đông đảo cổ đông duy trì hiển nhiên còn thua xa con hổ bị rút răng thậm chí có thể có nguy cơ phá sản rất cao diệp thanh phương nhìn từng gương mặt ghê tởm của đám cổ đông đang nịnh nọt đường tuấn đồng thời còn châm chọc anh ta là con châu chấu đá xe lúc trước muốn đem định mức của thuốc mới trong tay đường Tuấn cướp đi, chỉ cảm thấy từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ thê thảm như vậy. Tất cả những điều anh ta lấy làm tự hào trước đây, đều dễ dàng bị đường Tuấn cướp đi. Tưởng chừng như chỉ trong một đêm, anh ta từ trên ngôi vua cao người người rất xuống mặt đất thành một tên ăn mày hèn mọn, sự chênh lệch này làm anh ta khổ sở đến mức muốn hộp máu. Nhắc mới nhớ, Ngài Đường là một trong những cổ đông của tập đoàn Nam Nhật, đồng thời bây giờ là hội trưởng hiệp hội y học cổ truyền, tôi thấy rằng nên để anh ta nhận chức vụ trở thành tổng giám đốc tập đoàn, quản lý tập đoàn là thích hợp nhất. Đúng lúc này, một cái cổ đông bỗng nhiên nói. Ý kiến này vừa đưa ra, ngay lập tức được đến đa số cổ đông duy trì. Diệp Thanh Phương nghe vậy, cái chán xuất hiện đầy gân xanh, mồ hôi rơi xuống như mưa. Cộng thêm cổ phần của các cổ đông ở đây đã vượt qua một nửa, nếu tất cả ủng hộ đường tuấn, vậy thì anh ta hoàn toàn không có phản kháng lại. Đường Tuấn, anh muốn làm gì? Đừng quên, tập đoàn Nam Nhật là toàn bộ cố gắng của cha tôi." Diệp Thanh Phương thay đổi sắc mặt, chỉ hy vọng Đường Tuấn còn nhớ tình xưa nghĩa cũ. "Nếu ngay tập đoàn Nam Nhật cũng mất đi, Diệp Thanh Phương anh thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng." Đường Tuấn nhìn Diệp Thanh Phương, trong mắt không có chút đồng tình và thương hại nào. "Người đáng thương thì cũng có chỗ đáng giận. Nếu là ngày trước Diệp Thanh Phương không tham hai loại thuốc mới này, lúc sau đường tuấn chắc chắn sẽ không làm ra những việc này. Đáng tiếc Diệp Thanh Phương quá mức tự cao, muốn chứng minh chính mình. Anh yên tâm, dù cho anh không nhắc tới chú Diệp, tôi cũng sẽ không chiếm lấy tập đoàn Nam Nhật. Đường Tuấn nói, từ lúc bắt đầu, tôi đã không có suy nghĩ thu hồi tập đoàn Nam Nhật, cho dù bản hợp đồng kia còn tồn tại, tôi vẫn suy nghĩ như vậy. Nhưng từ nay về sau, tập đoàn Nam Nhật sẽ không được phép sản xuất thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Ha <laughs> ha! không cho tập đoàn Nam Nhật sản xuất thuốc, vậy anh chuẩn bị phá sản đi. Diệp Thanh Phương sừng sốt, sau đó cắn răng nói tôi đã ký kết cùng một ít công ty hợp đồng bán một số lượng lớn thuốc mới, tuy rằng anh giữ bằng sáng chế, nhưng dựa vào thực lực hiện tại, hoàn toàn không có khả năng sản xuất một lượng lớn như vậy ở trong thời gian ngắn. Chuyện này cũng không cần Tổng Giám Đốc Diệp lo lắng, giọng nói của Ninh Đình Trung cất lên, anh ta mang theo Dương Lộc đi đến. Hơn một tháng không thấy, Dương Lộc thay đổi rất lớn chương 609, em trách anh sao? Những lời này đã đem cọng rơm hy vọng cuối cùng bóp nát, sau khi nghe được, cả người Diệp Thanh Phương giống như toàn thân mất sức buông xuôi, ngồi sóng xoài trên ghế. Anh ta hoàn toàn thua, thua đầy thảm hại. Tổng giám đốc Diệp, anh không sao chứ? Thư ký vãn tình đỡ Diệp Thanh Phương, quan tâm hỏi han. Diệp Thanh Phương gian nan ngẩng đầu, nhìn đường Tuấn, nói anh thắng. Nhưng tôi sẽ không chịu thua, dù không có thuốc mới, tôi cũng có thể đem tập đoàn Nam Nhật đưa đến đỉnh cao. Đường Tuấn gật đầu, nói tôi chờ. Nói xong, lập tức xoay người rời khỏi văn phòng. Mao Lương, Ninh Đình Trung còn có Dương Lộc theo sát phía sau rời đi, chỉ còn lại các vị cổ đông hai mặt nhìn nhau, nhìn Ninh Đình Trung như kẻ thất bại, trong ánh mắt có sự trào phúng và diễu cợt. Mao Lương, lần này ít nhiều cũng nhờ có sự hỗ trợ của ông. Đi ra tòa nhà Nam Nhật, Đường Tuấn cảm ơn Mao Lương, Lần này ông đã chống lại tập đoàn Nam Nhật, chỉ sợ bên phía nhà họ Thẩm gia sẽ có ý kiến với ông, đến lúc đó nếu có yêu cầu, nhớ nói cho tôi biết." Mao Lương cười đắc chí, nói, "Nhà họ Thẩm gia có thể làm gì tôi? Hiện tại hai người con trai của Thẩm nhất Nam đang vội vàng tranh giành gia tài, làm gì có thời gian xử lý tôi. Còn nếu tôi bị trách cứ, cùng lắm thì dọn đồ bỏ đi." Ông đây đã không muốn làm từ lâu rồi. Khi vợ ông ngoại tình với sếp của ông, mao lương đã sớm nghẹn một bụng lửa giận sau khi nói vài câu với đường tuấn mao lương biết điều rời đi ninh đình trung cũng tìm cái cớ mà bỏ đi chỉ để lại hai người đường tuấn và dương lộc dương lộc hiện giờ cũng được xem là người quản lý của một công ty lớn tính tình cũng trưởng thành rất nhiều tuy vậy ở trước mặt đường tuấn lại có chút xấu hổ gương mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ giống như có chút ngượng ngùng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng đường tuấn em trách anh sao Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Dương Lộc ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, lắc đầu, nói: "Không. Em muốn cảm ơn anh đã cho em cơ hội này. Nếu không có cơ hội này, bây giờ cô vẫn là cô gái nghèo bị bắt nạt trong khu ổ chuột và cũng không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Nếu không có này cơ hội, chỉ sợ cô ngay cả can đảm đứng bên cạnh Đường Tuấn cũng không có, chỉ có thể nhìn lên bóng dáng của anh." Đường Tuấn thở dài, không biết nên nói cái gì. Hai người quen biết nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng không có cơ hội tìm hiểu về nhau kỹ hơn. Ngay lúc không khí trở nên có chút xấu hổ, di động của đường Tuấn bỗng nhiên vang lên. Anh nhìn mắt dãy số, là Lý Ngọc Mai gọi lại đây. Mọi chuyện đều giải quyết xong, điện thoại vừa kết nối, giọng của Lý Ngọc Mai truyền đến từ đầu bên kia. chương 610, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Sao lại như vậy, đường Tuấn Cao mày hỏi. Với kỹ năng kinh doanh của Lý Ngọc Mai, ngay cả Hình Công Huy và Trầm Dương cũng không thể bí mật ngáng chân cô, bọn họ vẫn gặp khó khăn và cần có mình giúp đỡ. Lý Ngọc Mai thở dài, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi chưa từng có, rồi nói: "Từ khi tin tức thành lập hiệp hội y học cổ truyền lan truyền trong giới y học Việt Nam, rất nhiều học viên y học cổ truyền đã nộp đơn xin gia nhập hiệp hội y học cổ truyền. Bởi vì nó liên quan đến đội hình y học cổ truyền, tôi cũng không dám trực tiếp quyết định, nên chờ anh trở về thì nói. Để cho bọn họ chờ ở câu lạc bộ Thiên Thanh." Đường Tuấn nghe vậy, vô cùng tán thưởng hành động của Lý Ngọc Mai. Nhưng hai ngày qua, dường như nhóm bác sĩ y học cổ truyền đã không còn muốn chờ đợi nữa, bọn họ đã tung tin đồn khắp nơi rằng Hiệp hội y học cổ truyền là lừa đảo. Bọn họ muốn chủ tịch lên tiếng, nếu không sẽ trực tiếp gọi điện cho cảnh sát và yêu cầu các bộ phận liên quan tiến hành điều tra. Nếu sự việc thực sự đến nước đó, danh tiếng của Hiệp hội y cổ truyền chắc chắn sẽ sụp đổ nghiêm trọng. Tôi nghi ngờ có người âm thầm đang làm trò quỷ gì đó, muốn làm hỏng hình tượng của hiệp hội y học Việt Nam. Đường Tuấn trầm tư một lúc, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng giọng nói rất bình tĩnh, tôi biết rồi. Tôi sẽ tới sớm thôi. Cứ như vậy đi, bên tôi còn nhiều việc phải giải quyết. Nói xong Lý Ngọc Mai cúp máy. Đường Tuấn nghe tiếng biết từ bên kia, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo. Nghĩ đến cái đêm điên cuồng ở thành phố Hà Giang, tuy rằng quan hệ giữa hai người đã xuyên thủng phòng ngự nam nữ, dường như Lý Ngọc Mai thực sự không quan tâm cuối cùng người phụ nữ này muốn làm cái quái gì vậy? Đường Tuấn thầm nói trong lòng, làm cho Lý Ngọc Mai càng không thể nhìn thấu. Trước kia, cô từng là cô chủ kiêu hãnh nhà họ Lý, có công đưa tập đoàn Thịnh Thiên và nhà họ Lý lên một đỉnh cao chưa từng có, còn bây giờ thì sao? Trong lòng thở dài, Đường Tuấn tạm thời buông bỏ những suy nghĩ dối rắm này lại, khi nhìn thấy Dương Lộc đang nhìn anh, anh có chút ngượng ngùng nói, Hiệp hội Y học cổ truyền đã xảy ra chuyện, tôi cần phải đi xử lý một chút ra là vậy vậy anh đi nhanh đi vừa lúc ở công ty em cũng có việc bận dương lộc lặng lẽ nắm chặt nắm tay vì có thể ở cùng đường tuấn nhiều hơn cô cố ý rời đi một vài cuộc họp sau gần hai tháng không nghỉ ngơi nhưng bây giờ cô ấy không thể nói câu anh hãy ở lại em đã làm rất tốt đường tuấn vỗ vai dương lộc an ủi nhìn thấy đường tuấn lái xe biến mất khỏi tầm mắt của mình dương lộc lẩm bẩm nói chỉ là rất tốt thôi sao vừa rồi cô ở bên cạnh đường tuấn có thể nghe thấy từ điện thoại truyền ra là giọng nói của một cô gái, hơn nữa là ở trong hiệp hội y học cổ truyền, tự nhiên có thể nghĩ đến thân phận của đối phương. Em sẽ không bỏ cuộc đâu." Trong lòng Dương Lộc tự thề với chính bản thân mình. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 611 ai là thầy dạy y thuật cho cậu? Tôi nghe nói rằng chủ tịch công đoàn y học Việt Nam vẫn là một đứa trẻ, ra vẻ ta đây, tôi đoán không cậu ta chẳng có khả năng gì có lẽ là vì sợ nên không dám ra ngoài gặp chúng ta. Hừ, tôi nghĩ tám chín phần người là như vậy rồi. Ai ở đây không phải là một lương y nổi tiếng một nơi chứ? Dám thở ơ với chúng ta như thế này. Nếu hôm nay cậu ta không xuất hiện nữa, tôi sẽ tố cáo cậu ta. Nhìn thấy Đường Tuấn tiến vào, có mấy người lập tức quay ra nhìn, nói: người anh em, cậu cũng là tới xin gia nhập công đoàn y học sao? Tôi thấy cậu vẫn nên về đi, đừng nói là cái tên chó hội trưởng lại không xuất hiện cái công đoàn y học này không cần làm cũng đi xuống được. Ánh mắt đường Tuấn đảo qua đám người trong phòng đón khách, đại khái có hơn 10 người, đa phần đều là nam trung niên từ 30 đến 40 tuổi. Có lẽ bởi vì quanh năm tiếp xúc với dược liệu nên tất cả mọi người ở đây đều tản một mùi thuốc thoang thoảng. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ngược lại không vội nói ra thân phận của mình. Chàng trai trẻ, cậu còn trẻ tuổi à, không biết cậu học tập từ vị bác sĩ nào. Nói thử để cho chúng tôi nghe một chút, không chừng chúng tôi còn quen biết thầy cậu thuận tay chỉ một chút hy thuật cho cậu có người lên tiếng trêu chọc nói bọn họ ở trong phòng đón khách này đợi đã rất lâu mãi mới có người tới đương nhiên không nhịn được mà trêu chọc đường tuấn lắc đầu nhìn mọi người trong sân khóe miệng hiện lên một tia châm biếm nói mấy người mà cũng xứng đáng so sánh với thầy của tôi sao vừa dứt giọng nói bầu không khí lặng đi trong giây lát đôi mắt của những người ở đây đều tức giận nhìn chằm chằm đường tuấn thằng nhóc thối miệng lưỡi thật trơn tru một gã đàn ông có dáng vóc khôi ngô bước ra anh ta là một cao thủ đã luyện nội lực ánh mắt lạnh lùng nhìn đường tuấn nói với câu nói vừa rồi của cậu tôi có thể thay mặt thầy cậu dạy dỗ cậu mau nói thầy của cậu là ai tôi đây muốn trực tiếp hỏi ông ta làm sao dạy dỗ ra một đệ tử khốn nạn như cậu đúng vậy cũng không nhìn xem đây là đâu cậu còn không biết dám ở chỗ này lớn tiếng không biết xấu hổ cho dù là vương trọng khang ở đây cũng không dám nói chuyện với chúng tôi như thế nói đi ai là thầy dạy y thuật cho cậu phẩm chất y đức kém như vậy tôi thấy y thuật của thầy cậu không chừng cũng rất bình thường chỉ vì một câu nói của đường tuấn trong nháy mắt làm một đám người nhất thời la hét muốn ép hỏi cho ra đến cùng thầy của đường tuấn là ai giáo huấn đường tuấn tốt một chút đường tuấn nhìn gã đàn ông khôi ngô kia khóe mỉa nở nụ cười mỉa mai nói y thuật của thầy tôi thế nào còn chưa tới lượt mấy người nhận xét. Nhưng tôi thấy y thuật của mấy người thật sự rất kém cỏi. Thằng nhóc thối cậu chưa từng thấy qua y thuật của bọn tôi, lại dám nói năng lung tung, cẩn thận cái miệng của cậu. Có người lạnh lùng cảnh cảo. Đường Tuấn thản nhiên nói, ồ, vậy mấy người đều cảm thấy y thuật của mình rất giỏi, phải không? chương 612, chúng tôi thực sự bị đầu độc sao? Đúng vậy, dựa vào y thuật của chúng tôi, nếu thật sự chúng độc, sao lại không phát hiện ra được. Ngoặc kép, Đường Tuấn vừa dứt lời, trong đám người liền phát ra từng đợt thanh âm không tin. Đường Tuấn lại lắc đầu, không để ý tới đám người ồn ào, chậm rãi đi tới trước mặt một người đàn ông ngồi trên ghế. Bộ dáng người đàn ông này khoảng chừng 40 tuổi, ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, cho dù vừa rồi phòng đón khách ồn ào đến muốn sôi trào, ông ta cũng chưa từng mở mắt ra dường như tất cả mọi thứ trong sảnh không có gì ảnh hưởng đến ông ta đường tuấn đi tới trước mặt ông lúc này ông ta mới mở mắt ra phát ra thanh âm lạnh như băng không có chút cảm xúc nào cút đi ngoặc kép đường tuấn cũng không ngần ngại sắc mặt bình tĩnh dùng một loại ngữ khí khẳng định nói độc là do ông làm ngoặc kép sắc mặt người đàn ông khẽ biến ánh mắt lộ ra sát ý cậu đang nói cái gì vậy tôi không hiểu đôi mắt người đàn ông rũ xuống cố gắng che giấu sát khí và sợ hãi. Thằng nhóc thối, cậu lại nói nhảm rồi, ông ta đã ngồi ở đó, sao có thể hạ độc? Tôi thấy cậu đang bịa ra những thứ này, có người chất vấn. Đường Tuấn lắc đầu nói nhỏ, ông có thể trốn người khác, nhưng không thể trốn được tôi. Hương thơm trong không khí hoàn toàn không phải là hương thuốc, mà là một loại mùi hương độc khiến cho tính tình con người trở nên nóng nảy, làm tâm tình người trở nên phấn khích, khơi dậy những mặt tiêu cực trong nội tâm. Vừa bước vào phòng đón khách, trí lực mạnh mẽ của anh đã cảm nhận được sự kỳ lạ trong không khí, nhưng anh không thể tìm ra nguồn gốc của hương độc. Cho nên vừa rồi anh cố ý chế nhạo, nhân cơ hội quan sát những người trong phòng đón khách, lập tức phát hiện chỉ có người đàn ông đang ngồi không bị ảnh hưởng chút nào. Khi các bác sĩ Việt Nam khác nghe thấy lời nói của Đường Tuấn, họ sửng sốt trong giây lát, sau đó trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Để trở thành người đi đầu trong ngành y học cổ truyền của Việt Nam đang suy giảm, tâm tình của những người có mặt ít nhất không có vấn đề gì, tuyệt đối không vì một chút chờ đợi mà mất lòng kiên nhẫn. Mọi chuyện xảy ra bất thường nhất định có chút kỳ quái. Chỉ là mấy câu nói của Đường Tuấn vượt quá nhận thức của bọn họ, làm họ nhất thời không thể tiếp nhận. Ông ta hình như mới đến sáng nay, có người chợt nhớ ra. Ngay khi lời này nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Họ cũng đã đợi một lúc ở câu lạc bộ thiên thanh, lẽ ra đã mất kiên nhẫn từ lâu, nhưng sau khi người đàn ông này đến, tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng mọi người đều bộc phát. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, liên kết sơ qua sự việc đều có thể hiểu. Chúng tôi thực sự bị đầu độc sao? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu họ. Lúc này, không ai quan tâm đến hành vi thô lỗ vừa rồi của Đường Tuấn, mọi ánh mắt cảnh giác đều đổ dồn lên người đàn ông vẫn ngồi trên ghế. Người đàn ông thấy điều này, dường như biết bản thân không thể tiếp tục che giấu, mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn đầy sát khí, không một chút che đậy giọng điệu âm u đáp lại, có bản lĩnh nhìn ra hương độc của tôi, quả nhiên cậu so với đám bác sĩ rác rưởi này còn lợi hại hơn. chương 613 đây không phải kỹ thuật châm cứu thiên nữ tán hoa sao? Giọng nói vừa phát ra, ông ta đột nhiên đứng lên, mùi hương trong không khí ngày càng nồng nặc. Mọi người tức khắc cảm thấy đầu óc quay cuồng, căn bản không thể đứng vững. Thằng nhóc thối, làm hỏng việc tốt của tôi. Đáng chết, người đàn ông nghiến răng, giọng điệu đầy oán giận khí thế trên người tỏa ra, một luồng khí thức mạnh mẽ lập tức bao phủ tất cả mọi người. Người đàn ông này vậy mà là một cao thủ cảnh giới chân khí. Ngay cả sắc mặt đường Tuấn cũng biến đổi, vừa rồi anh không để ý đến hành động của người trước mặt, phải biết rằng tinh thần lực của ông ta đã nhập thần rồi. Đi chết đi, người đàn ông hít một hơi hét lên, bàn tay đưa ra từ ống tay áo choàng rộng. Lòng bàn tay ông ta hiện ra một loại ánh sáng màu đen, nhưng mà làn da có phần nhẵn bóng, rõ ràng đều mang cùng kịch độc. Ánh mắt người đàn ông hiện lên tia điên cuồng, chỉ cần chúng lên người đường Tuấn thì thân thể gầy yếu của anh sẽ hóa thành nước, sống không bằng chết. Đùng! Đáng tiếc là ông ta đã đánh giá sai thực lực của đường Tuấn. Chỉ thấy đường Tuấn vỗ vỗ vài cái, lực quá mạnh khiến người đàn ông văng ra ngoài và trượt ra trên nền gạch nhẵn bóng. Cậu, người đàn ông cuối cùng cũng suy tàn, ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi nhìn đường Tuấn. Dưới lòng bàn tay của đối phương, khiến ông ta cảm thấy một loại chân khí bùng nổ. Tu vi của đối phương tuyệt đối ở trên ông ta, mà hơn nữa còn mạnh hơn gấp bội. Ông ta chưa kịp nói xong, yết hầu vừa động đậy, một ngụm máu tanh phun ra, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đường Tuấn vỗ tay, cứ như vậy tùy tiện đập chết một con ruồi. Đúng vậy, người đàn ông mới chỉ tu luyện ở giai đoạn đầu của chân khí, nhìn có vẻ như mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt anh không hề khác con ruồi nhặng. Nhìn thấy người đàn ông hôn mê bất tỉnh, Đường Tuấn không có ý định tiếp tục ra tay, quay người lại, trong tay cầm một cây ngân châm, chỉ với một cái lướt nhẹ, những cây ngân châm đó dường như có mắt, xuyên qua ngực của tất cả mọi người ở đây. Đây không phải kỹ thuật châm cứu thiên nữ tán hoa sao? Ngay cả người tu luyện mạnh nhất Việt Nam cũng chỉ có thể sử dụng cùng một lúc 5 đến 6 cây ngân châm, làm sao có thể bắn ra hơn chục cây ngân châm cùng một lúc mà không thèm nhìn? Như này là y thuật sao? nhìn thấy động tác của đường Tuấn, cả đám người đều sững sờ, như thể bị nhìn thấy ma quỷ. Nhưng lập tức, bọn họ không còn có chút nào hoài nghi. Ngân châm của đường Tuấn đâm thẳng, một luồng khí lạnh tỏa ra từ ngân châm. Bọn họ ngay lập tức trở nên tỉnh táo, sự tức giận của bọn họ biến mất. chương 614 tôi có chuyện cần giải quyết trước. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua một thanh niên có y thuật lợi hại như vậy, thiên phú thiên nữ tán hoa này còn tốt hơn gấp nhiều lần với người bình thường đường tuấn vừa định trả lời phía sau lại là truyền đến một trận tiếng bước chân ngay sau đó một âm thanh vang lên đường tuấn anh đến rồi sao mọi người nhìn theo âm thanh liền nhìn thấy lý ngọc mai bước xuống cầu thang với những bước chân uyển chuyển một đôi mắt đẹp lướt qua một đám người sau khi nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất đã ngất đi sắc mặt cô hơi thay đổi cô nghiêm nghị nói chuyện gì vậy xảy ra chút rắc rối tôi sẽ nói cho cô sau lý ngọc mai nhẹ nhàng gật đầu cậu cậu là đường tuấn là chủ tịch hiệp hội y học sao lúc này một đám người trong phòng đón khách kinh ngạc nhìn đường tuấn nhất thời cảm xúc vô cùng phức tạp đúng vậy tôi là đường tuấn đường tuấn hiên ngang nói tôi biết rằng có một số người nghi ngờ y thuật của tôi nhưng không quan trọng bây giờ tôi sẽ cho mọi người một cơ hội để cạnh tranh với tôi mọi người tức khắc trầm mặc nếu là lúc nãy chắc chắn họ sẽ đứng lên chất vấn nhưng Đường Tuấn vừa thể hiện kỹ năng y thuật của mình, điều này đã hoàn toàn thuyết phục họ và không cảm thấy thù địch chút nào. Thì ra cậu là Đường Tuấn, y thuật của cậu thật sự rất tốt. Tôi nghe nói từ những người bạn trước đây, tôi vẫn không tin. Bây giờ cuối cùng tôi cũng tin, ông lý là tôi đây phục rồi, nhưng tôi vẫn muốn tham gia hiệp hội y học Việt Nam. Ai đó thở dài, ngưỡng mộ nhìn Đường Tuấn. Tôi cũng phục, xin Đường tiên sinh cho chúng tôi gia nhập hiệp hội y học. Mong Đường Tiên Sinh cho chúng tôi gia nhập hiệp hội. Từng lượt âm thanh vang lên, y thuật của Đường Tuấn đã làm bọn họ khâm phục, đương nhiên có chút tin tưởng đối với hiệp hội y học Việt Nam. Đường Tuấn gật đầu nói, bất kỳ ai là người tu luyện y học đều có thể gia nhập hiệp hội. Tuy nhiên, muốn gia nhập thì phải tuân theo quy định của hiệp hội, nếu người nào vi phạm quy định thì phải bị nghiêm trị, mong mọi người hiểu. Mọi người gật đầu và đồng ý. Vậy hãy đến văn phòng để điền tài liệu đăng ký. Lý Ngọc Mai mở lời đúng lúc. Mọi người liếc nhìn người đàn ông bất tỉnh trên mặt đất, rồi lần lượt rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Lý Ngọc Mai định nói, nhưng Đường Tuấn đã nói trước, "Chuẩn bị cho tôi một căn phòng trống. Tôi có chuyện cần giải quyết trước." Đôi mắt anh hơi híp lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Về người đàn ông đầu độc này, anh có một số suy nghĩ trong đầu. Anh muốn chứng nghiệm càng sớm càng tốt. Chương 615: Cậu thật sự nhập thần. Cậu cậu đã phá hủy chân khí của tôi. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Tuấn nói. Đường Tuấn cười nhẹ không phủ nhận, với võ công và y thuật hiện tại, việc phá hủy đan điền khí hải cảnh giới chân khí sơ kỳ là điều không khó. Người đàn ông trước mặt sử dụng hương độc, Đường Tuấn cũng không nhân nhượng. Người đàn ông nhìn thấy điều này, tức khắc mặt xám như cho tàn. Đan điền khí hải đã bị phá hủy, và y thuật của ông ta đã kết thúc. Ai kêu ông đến phá hiệp hội y học? Đường Tuấn trầm giọng hỏi, "Tôi đã mất đi đan điền khí hải của mình, lại còn muốn tôi nói cho cậu biết sao?" "Nằm mơ đi," giọng người đàn ông đầy căm thù. Đường Tuấn lắc đầu cười nói, "Nếu ông không nói thì tôi cũng biết." Ông xuất thân từ dòng chính vu độc. Người đàn ông nghe xong, đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, nói cậu, cậu biết dòng chính vu độc. Quả nhiên là vậy, Đường Tuấn âm trầm nói. Người đàn ông trước mặt sử dụng độc dược theo một cách rất kỳ lạ không giống bất kỳ phái nào của y học. Cùng với việc luyện tập võ thuật của người đàn ông, Đường Tuấn đoán rằng ông ta có thể xuất thân từ dòng chính vu độc. Dòng chính vu độc chưa chịu thua sao? Giọng Đường Tuấn lạnh lùng cất lên, Tôn Vân Hoa nói không sai, mạch chính vu độc đã có động thái rồi. Chính Thánh thủ tông và nhà họ Đường là kẻ khiến mạch chính vu độc bị thiệt hại. Hiệp hội y học cổ truyền Việt Nam vừa được thành lập bọn họ đã lại nhúng tay vào đây. Họ của tôi là Đường, còn tôi là Đường Tuấn. Đường Hạo là ông nội của tôi. Đường Tuấn nhìn người đàn ông đó, trước tiên nói rõ thân phận của anh, rồi nghiêm nghị nói, ông cho rằng mạch chính vu độc là kẻ thù của nhà họ Đường của tôi, tôi sẽ buông tha cho anh sao? Người đàn ông lúc này mới bình tĩnh lại một chút, cười nhạo, vậy thì sao? Nếu như cậu dám phá hủy mạch chính của tôi, nhà họ Đường cũng phải chết. Cho dù tôi có chết, cậu và hiệp hội y học vẫn không thể thay đổi kết cục mạch chính của tôi sẽ quét sạch hết thuốc nam ở Việt Nam. Đường Tuấn nói, "Vậy ông nói cho tôi biết về dòng chính vu độc, tôi sẽ khiến ông chết một cách dễ dàng hơn. Tôi không ngại nói với ông rằng tôi đã đạt đến cảnh giới nhập thần. Có vô số cách để tra tấn và khiến người ta sống không bằng chết. Chỉ cần tôi không muốn ông chết thì ông cũng không muốn chết." Cao nhân cảnh giới chân khí, đôi mắt ông ta khẽ run lên, ông ta không thể tin được. Nói, Đường Tuấn đột nhiên hét lên một tiếng, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tỏa ra từ thức hải người đàn ông chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như bị búa đập vào đầu, tinh thần chấn động bất an. Cậu thật sự nhập thần, trong đầu phảng phất một mảnh mơ hồ, nam nhân qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói mớ nói chung nói. Cậu thật sự nhập thần, trong đầu như có keo dán một lúc sau người đàn ông mới tỉnh táo lại, làm nhảm nói. Audio điện tử võ tấn bền chương 616, vẫn còn hơi thở cuối cùng người đàn ông thở dài gật đầu nói coi như là vậy đi nhưng mà tên ban cơ tên đó không cùng trường phái với tôi sở dĩ ông ta ra tay với nhà họ đường của cậu dường như muốn thứ gì đó từ nhà đường nếu tôi đoán không sai thì võ công của cậu chưa tiến vào thần hải người ở đó đều là cao nhân thần hải cậu không thể đánh bại ông ta ban cơ đường tuấn đọc lại cái tên này cho đến ngày hôm nay anh mới biết là ai ở ra tay đối phó với nhà họ đường trong lòng khẽ vui mừng, anh lại hỏi: "Ông vừa rồi nói ban cơ không cùng trường phái với ông, chẳng lẽ Vu độc bị chia cắt?" Người đàn ông trên mặt lộ ra vẻ cam hận nói: "Mặc dù bây giờ mạch chính Vu tộc của tôi được chia thành hơn chục trường phái nhỏ, nhưng sẽ hợp lại. Lúc đó sẽ là lúc thuốc nam hoàn toàn biến mất." Trận chiến cùng Thánh thủ tông năm đó, tuy rằng cuối cùng Thánh thủ tông đã bị phá hủy, nhưng mà Vu độc cũng bị tổn thất nặng nề, sau đó thủ lĩnh dẫn dắt Vu độc lại đột nhiên mất tích. Cuối cùng nội bộ Vu độc bắt đầu chia cắt, Nguyên khí biển cả bị thương rất nặng, bằng không làm sao có thể để Dược Y Cốc và phái Thần Châm may mắn thoát khỏi. Thủ lĩnh mất tích sao? Đường Tuấn nhớ lại những gì Tôn Vân Hoa đã nói, năm đó người dẫn dắt Vu độc chính là người kỳ tài võ đạo, chưa đầy 50 năm đã nghiên cứu võ đạo tới cực hạn. Dựa theo Chung Khê San nói với anh, cao thủ cảnh giới thần hải có thể sống đến khoảng 300 tuổi. Theo lý mà nói, Thủ lĩnh dòng chính Vu độc lẽ ra đã đã chết từ lâu, nhưng trong lòng Đường Tuấn lại hiện ra một ý nghĩ, nếu người đó chưa chết thì sao? Vừa rồi ông nói rằng ban cơ muốn thứ gì đó từ nhà họ Đường của tôi, là thứ gì? Đường Tuấn hỏi. Người đàn ông lắc đầu đáp lại, cái tên ban cơ kia cũng là thiên tài, sắp tới có sự cạnh tranh ứng cử viên ngôi vị thủ lĩnh. Ai mà biết được tâm tư của anh ta? Đường Tuấn hỏi câu hỏi mà ông ta muốn biết nhất. Thành trì của Vu độc ở chỗ nào? Đường Tuấn hỏi ra để muốn biết một số vấn đề. Nước Việt Nam rộng lớn, đến nay vẫn chưa phát hiện ra được dòng chính vu độc. Rõ ràng là vô cùng ẩn giấu. Nếu có thể biết được họ đang ẩn náu ở đâu, ít nhất có thể lấy lại được một ít chủ động. Đột nhiên trên khuôn mặt của người đàn ông hiện ra sự tàn nhẫn và nói cậu muốn biết sao. Nói xong, khóe miệng của ông ta đột nhiên phun ra máu, sinh mệnh dần dần biến mất. Sắc mặt đường Tuấn có chút thay đổi, sờ mạch đập của người đàn ông, thở dài, vẫn còn hơi thở cuối cùng. Người đàn ông vừa rồi khiến anh cảm thấy có chút chấn động, nhất thời không để ý tới, đã để cho người đàn ông tự sát. Người nhà họ đường nhất định phải chết, cậu cũng không ngoại lệ, người đàn ông nói xong câu cuối cùng, trước khi hoàn toàn tắc thở. Đường Tuấn vỗ tay, cảm thấy có chút đáng tiếc. Cao thủ thần hải dám ra tay với nhà họ đường của tôi. Trong mắt đường Tuấn hiện lên sát khí. Chương 617 đúng là có chút không đúng. Đường Tuấn lắc đầu nói, xử lý ông ta cẩn thận một chút. Lý Ngọc Mai gật đầu đồng ý, không có ý định tiếp tục hỏi anh. Tối mai có một bữa tiệc do nhà họ Thẩm tổ chức. Tôi vốn dĩ từ chối tham dự, nhưng anh tình cờ đến đây rồi, vậy đi cùng tôi một chuyến đi. Lý Ngọc Mai mỉm cười nói. Đôi mắt đẹp đang cười, ẩn ý khá gian xảo. Nhà họ Thẩm, Đường Tuấn suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Sau khi giải quyết xong một ít việc linh tinh của hiệp hội y học cổ truyền, Lý Ngọc Mai lập tức đề nghị Đường Tuấn mời cô một bữa cơm. Đường Tuấn cũng biết trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc Mai đã vô cùng vất vả làm việc hiệp hội y học cổ truyền. Anh cũng rảnh rỗi không bận việc gì, nên nhanh chóng đồng ý, rồi đi xuống dưới tầng. Câu lạc bộ Thiên Thanh cách trung tâm thành phố Hà Giang cũng không xa, Đường Tuấn lái xe hơn nửa giờ sau đã tới một nhà hàng Việt Nam ở trung tâm thành phố. Đúng lúc đang là thời điểm cho bữa tối, nhà hàng vô cùng đông khách. Nhưng sau khi Lý Ngọc Mai đưa ra một tấm thẻ, hai người ngay lập tức được mời vào một căn phòng nhỏ, chính giữa được ngăn cách bởi một tấm bình phong. Lý Ngọc Mai chắc là vô cùng quen thuộc với nhà hàng này, dù chưa xem thực đơn đã gọi vài món ăn. Chờ sau khi phục vụ đi xuống, Đường Tuấn lúc này mới cười nói, không ngờ cô lại quen thuộc với thành phố Hà Giang này như vậy. Lý Ngọc Mai duỗi eo, đường cong không một chút che giấu lộ ra trước mặt Đường Tuấn động tác này của cô tức thì thu hút biết bao nhiêu là tầm mắt của các khách hàng nam nhưng cô lại không hề quan tâm đôi mắt híp lại chậm rãi nói mặc dù thành phố hà giang không phải là thành phố trọng điểm của tỉnh nhưng hiệu quả và lợi ích kinh tế mỗi năm đều tốt hơn thành phố trọng điểm của tỉnh yên bái tôi nhiều là nơi vô cùng thích hợp để đặt căn cứ cho hiệp hội y học cổ truyền tôi lại không phải người nào đó có thể phủi tay không quan tâm để tất cả mọi việc đều đè lên đôi vai của người phụ nữ bé nhỏ này nói tới khúc sau giọng nói của cô bỗng mang theo vô vàn giận dỗi đường tuấn cười gượng hai tiếng nói đúng là có chút không đúng bữa cơm hôm nay để tôi mời cô lý ngọc mai khinh bỉ nhìn anh nói đương nhiên là anh mời rồi bây giờ anh chính là ông chủ của tôi chẳng lẽ còn bắt nhân viên đãi cơm ông chủ sao đường tuấn ngượng ngùng cười vô cùng sáng suốt mà không tiếp tục nói tiếp đề tài nếu nói về y học Mười Lý Ngọc Mai cũng không phải đối thủ của anh nhưng nếu nói về mồm mép 100 anh đều thua tơi bởi dưới tay Lý Ngọc Mai nhìn bộ dạng xấu hổ không thể làm gì của đường Tuấn Lý Ngọc Mai hiển nhiên vô cùng hưởng thụ nở nụ cười Ngọc Mai em cũng đến đây ăn cơm sao đúng lúc này một giọng nói vui sướng nhẹ nhàng vang lên nghe thấy giọng nói này Lý Ngọc Mai quay đầu lại đường Tuấn cũng nhìn theo tầm mắt của cô một cô ta mặc một chiếc đầm dài bó sát người tóc cột sau lưng đang đi về phía bàn của họ. Bề ngoài, cô ta khoảng chừng 27 đến 28 tuổi, dung mạo đẹp đẽ, vẻ ngoài hoàn toàn xinh đẹp không kém Lý Ngọc Mai. Hơn nữa cô còn cao chừng 1m7, chân mang giày cao gót, trông chẳng khác gì một nữ vương đang đi dạo phố vậy. Là diễn viên nổi tiếng thẩm linh linh sao? chương 618 ngày mai em sẽ tham dự buổi tiệc đó. Thì ra cô ấy chính là thẩm linh linh, không thể tin được rằng cô ấy lại gia nhập giới giải trí trở thành diễn viên nổi tiếng, Đường Tuấn suy nghĩ trong lòng. Năm đó Đường Hạo từng xem bệnh cho Thẩm Nhất Nam, Thẩm Nhất Nam vô cùng biết ơn muốn cho Thẩm Linh Linh đính hôn với nhà họ Đường, nhưng trước đó Đường Tuấn và Hoàng Phủ Ngọc đã có hôn ước, cho nên Đường Hạo đã lập tức từ chối. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Đường Tuấn nhìn thấy cô gái xém chút nữa đã trở thành vợ mình này. Trong lúc anh đang lơ đãng suy nghĩ, Thẩm Linh Linh đã đi tới bàn của bọn họ có vẻ cô ta và lý ngọc mai vô cùng thân thiết trực tiếp ngồi xuống bên cạnh lý ngọc mai ngọc mai người này chính là thẩm linh linh dường như lúc này mới nhìn thấy đường tuấn lên tiếng hỏi anh ấy chính là đường tuấn đường tuấn đây chính là linh linh cô ấy chính là diễn viên hàng đầu của nước chúng ta lý ngọc mai giới thiệu hai người với nhau thẩm linh linh nghe vậy cố ý nhìn đường tuấn nhiều thêm vài lần nhưng chỉ một lát sau cô liền thu hồi tầm mắt anh ta chính là hội trưởng của hiệp hội y học cổ truyền mà em hay nhắc đến hả? Chị thấy trông cũng bình thường mà, có đẹp trai lắm đâu." Thẩm Linh Linh bĩu môi, giọng nói ẩn chứa sự khinh thường. Thật ra vẻ ngoài của Đường Tuấn cũng khá đẹp trai, chỉ là Thẩm Linh Linh làm việc trong giới giải trí, nơi mà đâu đâu cũng thấy trai xinh gái đẹp, ánh mắt nhìn người cũng kén chọn hơn. Với vẻ ngoài của Đường Tuấn, trong mắt cô chỉ mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai đỏ bừng lén lút nhìn đường tuấn nhanh chóng giải thích lúc trước tôi tìm người đại diện cho hiệp hội y học cổ truyền đúng lúc linh linh đang đóng phim ở thành phố hà giang nên quen thân đường tuấn khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết cho dù lý ngọc mai giấu đầu lòi đuôi tìm lý do che giấu anh cũng không để ý hiệp hội y học cổ truyền muốn trong khoảng thời gian ngắn mở rộng sức ảnh hưởng chỉ dựa vào y thuật của anh chắc chắn không thể làm được mà với tình trạng trong nước hiện giờ muốn thu hút sự chú ý của người dân thì cần mời một ngôi sao nổi tiếng làm người đại diện. Đây là một con đường tắt để đi, Thẩm Linh Linh nói xong câu đó, lập tức mất hứng thú đối với Đường Tuấn. Cho dù anh có là hội trường của Hiệp hội Y học Cổ truyền, cô cũng không chút quan tâm, nếu không phải trò chuyện với Lý Ngọc Mai vô cùng vui vẻ, thì còn lâu cô mới thèm trở thành người đại diện cho cái Hiệp hội Y học Cổ truyền bé xíu này. Cô không giống với những ngôn sao giải trí khác vì rằng trở thành người đại diện mà đánh nhau đến sức đầu mẻ chán. Ba của cô là người đàn ông giàu nhất tỉnh, gia nhập vào làng giải trí chỉ vì sở thích mà thôi. Ngọc Mai, về buổi tiệc Mai, em đã suy nghĩ xong chưa? Thẩm Linh Linh bắt lấy tay Lý Ngọc Mai, nói, ngày mai buổi tiệc chính là do công ty ba chị tổ chức. Người đến tham dự buổi tiệc đều là các công tử giàu có hàng đầu và những nhân tài nổi tiếng, đến lúc đó chị giới thiệu cho em vài người. Thẩm Linh Linh không hề đề phòng Đường Tuấn, hoặc nói cách khác, cô không hề đặt Đường Tuấn vào trong mắt, nên mới cố tình nói về việc giới thiệu con trai cho Lý Ngọc Mai trước mặt Đường Tuấn. Lý Ngọc Mai dịu dàng cười, nói, "Ngày mai em sẽ tham dự buổi tiệc đó." "Được, nếu vậy không còn gì tốt hơn nữa. Bạn chị vừa đến, ngày mai chị cho người tới đón em." Thẩm Linh Linh cười nói, trông cô vô cùng hào hứng. Chương 619, nhưng mà tôi không biết chọn quần áo đâu lý ngọc mai nhìn đường tuấn trong mắt chất chứa đầy sự dịu dàng khẳng định có thể thẩm linh linh nghe vậy lỗ mũi hư một tiếng có vẻ có chút không vui cô ta có chút giận dỗi trả lời vậy em tự quyết định đi đến lúc đó mất mặt cũng đừng trách chị không nhắc nhở em còn anh thẩm linh linh nhìn đường tuấn trong giọng nói mang ý ra lệnh ngày mai anh tốt nhất là nên ăn mặc cho đàng hoàng ngọc mai bạn tốt của tôi nếu anh dám làm cho em ấy mất mặt hư anh sẽ biết tay tôi nói xong cô ta giơ hai cái nắm đấm ra oai với đường tuấn sau đó mới rời đi chờ sau khi thẩm linh linh rời khỏi nhà hàng lý ngọc mai mới thu hồi ánh mắt nhanh chóng an ủi đường tuấn anh đừng để ý tính cách của linh linh chính là như vậy nhưng không phải là người xấu đâu anh đừng chấp phạt cô ấy đường tuấn gật đầu đối với cô gái thẩm linh linh suy nghĩ gì đều thể hiện lên trên mặt này anh không hề chán ghét ít nhất so với những người trong ngoài bất nhất Cô ta chính xác là một dòng nước trong ở trong làng giải trí. Nhưng anh cũng nên thay đổi quần áo đi, dù sao bây giờ anh cũng là hội trưởng của hiệp hội y học cổ truyền, mỗi hành động đều liên quan đến thể diện của hiệp hội đó. Bộ dạng nghiêm túc của Lý Ngọc Mai khi đánh giá Đường Tuấn dường như giống với vẻ đánh giá một con chuột bạch vậy. Bây giờ, Đường Tuấn đang mặc một bộ quần áo hàng ngày rộng thùng thình, cả cây quần áo từ trên xuống dưới không tốn nổi 3 triệu rưỡi, giống y trang một sinh viên nghèo mới tốt nghiệp quả thật là không thích hợp để đến những nơi sang trọng. Đường Tuấn sờ sờ mũi, một chút tự giác cũng không có, nói, không cần thiết đâu nhỉ. Cần thiết? Mắt Lý Ngọc Mai trở nên sáng lấp lánh, nói, ngày mai anh chính là bạn, bạn trai đồng hành của Lý Ngọc Mai tôi, anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Cô ban đầu định nói ra một từ khác, nhưng mà lời nói đến miệng đã kịp thời sửa được. Cô nhìn Đường Tuấn, lo lắng anh phát hiện được, trong lòng như có nai con đang chạy loạn. Vậy mà tên Đường Tuấn này lại chẳng phát hiện ra được điều gì bất thường, mà còn nghiêm túc gật đầu, nói, vậy cũng được. Lý Ngọc Mai thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng có chút mất mát, nhưng cô nhanh chóng đẻ những cảm xúc này xuống. Nếu không thể trở thành người phụ nữ của anh ấy, vậy thì làm hồng nhan tri kỷ của anh ấy vậy. Nhưng mà tôi không biết chọn quần áo đâu." Đường Tuấn buông lỏng tay. Lý Ngọc Mai vỗ vỗ ngực, nói tin tưởng ở tôi là được. Ngày mai tôi dẫn anh đi mua quần áo bảo đảm khiến anh thay đổi 180 độ. Đường Tuấn sảng khoái gật đầu. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, anh lại lập tức hối hận. Ngày hôm sau, buổi sáng, sau khi Lý Ngọc Mai xử lý xong công việc của hiệp hội y học cổ truyền nhanh chóng ăn xong cơm trưa, lập tức kéo Đường Tuấn đến khu phố sầm uất nhất thành phố Hà Giang đi dạo. Lần đi dạo này quả thật là mệt đến muốn phát bệnh. Chương 620, xuất phát. Anh vừa định mở miệng giải cứu nửa cái mạng còn lại của mình chẳng ngờ Lý Ngọc Mai đã nhìn thấy được biểu tình miếu máu của anh, bĩu môi, nói, không lẽ, anh lại tiếc một chút tiền đó sao hả? Đường Tuấn vội vàng lắc đầu, trả tiền chỉ là chuyện nhỏ, đi dạo phố mới là chuyện lớn chết người nha. Anh muốn nói với Lý Ngọc Mai rằng, thẻ đưa cho cô, cô tự mình quẹt đi nha. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt vô cùng mong đợi của Lý Ngọc Mai, anh lại không thể nào thốt ra những lời đó được. Vậy là tốt rồi, chúng ta lại đi dạo thêm vài vòng. Lý Ngọc Mai thuận tay kéo cánh tay của Đường Tuấn, trông giống như một cô gái nhỏ đang đi dạo phố cùng bạn trai vậy, xuất phát. Vài vòng, Đường Tuấn choảng váng, thiếu chút nữa là lập tức ngồi sụp dưới đất. Với tu vi luyện võ của anh, dù có chạy quang trung tâm thương 800 vòng cũng sẽ không mệt, nhưng đi mua sắm không chỉ đơn giản là đi dạo, mà đôi khi bản thân anh còn phải vắt óc đua đưa ý kiến. Đây mới là điều muốn giết người nha. Cuối cùng hai người đi dạo trong trung tâm thương mại đến 5 giờ chiều, hai tay của đường Tuấn cầm đầy mười mấy túi lớn túi nhỏ, trông y như cái giá treo đồ vậy. Mà Lý Ngọc Mai bên đây còn chưa đã ghiền, nếu không phải bữa tiệc của nhà họ thẩm sắp bắt đầu, chỉ sợ cô sẽ không biết mệt mỏi mà tiếp tục mua sắm. Ngay cả sức để đường Tuấn phàn nàn cũng không có, anh tình nguyện cùng cao thủ cảnh giới chân khí chiến đấu một trận, còn hơn phải đi dạo phố với con gái. Lúc hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại, đã thay đổi hoàn toàn, Đường Tuấn mặc một bộ âu phục được may vô cùng khéo léo, trên tay mang đồng hồ do chính tay Lý Ngọc Mai chọn, âu phục dày ra, hiển nhiên trở thành một thanh niên thành công. Bên phía Lý Ngọc Mai, cô mặc một bộ váy đơn giản nhưng không hề tầm thường, cũng vô cùng có khí chất. Đừng làm mặt đau khổ nữa, không thể đi dạo phố cùng cô chủ tôi đây là may mắn của anh, anh không biết có biết bao nhiêu người muốn mà không được đâu. Lý Ngọc Mai nhìn Đường Tuấn, thuận miệng nói. Đường Tuấn cười gượng hai tiếng, Nói, loại may mắn này tôi thật sự là nhận không nổi, cô chủ lớn nhà họ Lý lần sau vẫn nên tìm. À, anh còn chưa nói xong, tay Lý Ngọc Mai đã nhéo ở bên hông của anh một cái, sau đó còn dùng sức mà xoay tròn 180 độ, đau đến mức khiến anh phải la lên, nhưng anh không dám dùng chân khí để chống lại, sợ làm Lý Ngọc Mai bị thương. Thấy bộ dáng nhe răng trợn mắt đầy đau đớn của đường Tuấn, Lý Ngọc Mai mới cảm thấy hài lòng buông tay. Đây là những kỷ niệm giữa cô và anh dù sau này anh cưới người khác, ít nhất cô còn có những kỷ niệm này. Địa điểm tổ chức tiệc của nhà họ thẩm là ở tầng thượng của khách sạn lớn 5 sao ở thành phố Hà Giang. Khi Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai nắm tay nhau đi vào tầng cao nhất, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ánh đèn nhu hòa trên đầu đang chiếu sáng toàn bộ tầng lầu trông chẳng khác gì đang là ban ngày vậy. Đứng bên cạnh cửa sổ sát đất trước mặt còn có thể chiêm ngưỡng cảnh đêm vô tận của thành phố Hà Giang. Nam nữ thay nhau ăn mặc xa hoa, lộng lẫy đang nói chuyện với nhau. Đồ ăn trên bàn cái gì cũng có, lộ rõ vẻ xa hoa. Buổi tối có khả năng anh sẽ gặp phải một chút phiền phức, nhớ tự mình chú ý một chút. Lý Ngọc Mai tới gần đường Tuấn, nói nhỏ. Audio điện tử võ tấn bền. chương 621 quả thật là buồn cười quá mà. Đêm nay thẩm linh linh cố ý đánh son đỏ, khuôn trang điểm nhẹ nhàng mà tinh xảo, mặc một chiếc đầm dài cúp ngực, Phần da thịt trắng như tuyết lộ ra được ánh đèn chiếu sáng trong cực kỳ lóa mắt. Đi đến bên cạnh Lý Ngọc Mai, Thẩm Linh Linh cố ý đánh giá Đường Tuấn một phen, thấy trang phục anh vừa thay cũng không tồi, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. "Ngọc Mai, bây giờ bữa tiệc còn chưa bắt đầu, chị dắt em đi tham quan." Thẩm Linh Linh lôi kéo cánh tay của Lý Ngọc Mai, rất ra dáng chủ nhân bữa tiệc. Lý Ngọc Mai có chút không yên tâm Đường Tuấn một thân một mình, nhưng sau khi nhìn thấy Đường Tuấn gật đầu với cô, lúc này cô mới đi theo thẩm linh linh đi về phía sảnh lớn bên kia đây chẳng phải là hội trưởng của hiệp hội y học cổ truyền ngài đường sao ngay sau khi lý ngọc mai rời đi không lâu đang lúc đường tuấn cảm thấy có chút nhàm chán một giọng nói có vẻ hài hước bỗng nhiên vang lên đường tuấn quay đầu nhìn lại người đang nói chuyện không phải ai khác chính là thẩm dương đã lâu không gặp khóe miệng thẩm dương mỉm cười bị một đám tuấn nam mỹ nữ vây quanh từ từ đi về phía đường tuấn trên mặt những nam nữ này đều mang theo sự cao ngạo kiêu căng, khí chất cao quý, hiển nhiên bọn họ đều là con cháu hảo môn chân chính, nhưng lúc này tất cả bọn họ đều khiêm tốn theo sau thẩm dương, không dám vượt lên dù chỉ nửa bước. Từ đó có thể thấy được phong thái của một gia đình giàu có nhất ở tỉnh Khánh Hòa. Thẩm dương dẫn đầu một đám người đi tới, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của đám người trong sân. Có người dùng ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ liếc nhìn đường tuấn, có thể khiến thẩm dương... Cậu cả của nhà giàu nhất tỉnh cố ý đón chào, có lẽ cũng là một nhân vật không tầm thường, nhưng mà đa phần người ở đây không ai nhận ra Đường Tuấn cả. Cũng có một hai người dựa vào lời nói của Thẩm Dương mà đoán được thân phận của Đường Tuấn, nhưng bọn họ cũng chỉ nghe ra sự không thân thiện trong giọng nói của Thẩm Dương, nên cũng không dám nói thêm điều gì. Một người là cậu hai của nhà giàu nhất tỉnh, một người là cái là chủ tịch hiệp hội y học cổ truyền mới được thành lập không lâu một người dựa vào một câu nói là đã có thể quyết định tiền đồ tương lai của họ một người thì cả đời này của họ có lẽ cũng không chạm mặt cả hai cái nào nặng cái nào nhẹ toàn bộ người ở đây đều không phải đồ ngu lập tức biết bản thân nên lựa chọn thế nào không ngờ rằng nhà họ thẩm chúng tôi hoàn toàn không gửi thiệp anh lại không mời mà đến hai tay thẩm dương chắp sau lưng trên mặt là ý cười nhàn nhạt đầy châm chọc mỉa mai tôi còn tưởng rằng chủ tịch hiệp hội y học cổ truyền thanh cao đến đâu thì ra là tôi sai rồi. Hiệp hội y học cổ truyền, cậu thẩm, đó là hiệp hội gì thế? Tại sao chúng tôi lại chưa từng nghe nói qua? Thẩm Dương vừa dứt lời, đám người đứng phía sau anh ta lập tức mở miệng rè biểu. Thẩm Dương khẽ cười một tiếng, nói, mọi người không biết cũng bình thường. Hiệp hội y học cổ truyền vừa thành lập không lâu, chủ tịch đường y thuật rất tốt, nhưng lại có hơi cậy tài khinh người, ngay cả tôi và hình công huy ngỏ ý muốn đầu tư cũng không chấp nhận, các người một đám thô lỗ tục tằn, làm sao có tư cách quen biết chủ tịch đường chứ? Người ta là người thanh cao không trọng tiền tài. Đám nam nữ kia nghe Thẩm Dương nói xong, sắc mặt lập tức biến hóa, ánh mắt nhìn Đường Tuấn cũng trở nên không thân thiện. Ngay cả đầu tư của cậu Thẩm và ông hình cũng dám cự tuyệt, quả nhiên là kiêu căng kiêu ngạo, chỉ là không biết có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Bây giờ đội ngũ y học cổ truyền cao thấp không đều, lúc trước chị họ của tôi bị bệnh có một tên ất ơ nào đó tự xưng là người của y học cổ truyền nói có thể chữa bệnh cho chị họ tôi, kết quả bệnh không chữa được, nhưng tiền thì lại đòi không ít. Sau đó tôi đã điều tra được, tên kia căn bản không phải thầy lang gì cả, chỉ là kẻ lừa đảo mà thôi. Cho nên tôi lập tức sai người đánh gãy hai chân gã, sau đó quăng ra đường làm ăn mày. Một người thanh niên khoảng 28-29 tuổi đứng sau lưng thẩm dương thuận miệng nói. Đúng vậy, bây giờ y học cổ truyền càng ngày càng suy tàn, người nào cũng có thể tùy tiện sáng lập hiệp hội trở thành chủ tịch, quả thật là buồn cười quá mà. Có người phụ họa nói, hừ, nói không chừng hiệp hội y học cổ truyền này chính là chiêu trò lừa đảo của đám thầy lang kia, lấy danh nghĩa y học cổ truyền đi lừa gạt khắp nơi. chương 622, anh nói bậy. Đường Tuấn nhìn anh ta, âm thanh trầm thấp nói, chỉ dựa vào một đám ô hợp bị rượu trẻ gái gú bảo mòn thân thể như các người, không có tư cách nói đến chuyện của y học cổ truyền. Sắc mặt đám người đó lập tức trở nên vô cùng khó coi sau khi nghe câu nói kia của Đường Tuấn. "Lão Tét, cơ thể ông đây cường tráng mạnh mẽ, loại gầy yếu bệnh tật như anh một mình ông đây có thể đánh 10 tên." Có một anh chàng trông vô cùng cường tráng lên tiếng nói. Trên người anh ta mặc một bộ đồ tây sang trọng, nhưng dáng người quá khổ lại khiến quần áo bị căng chặt, mơ hồ nhìn ra hình dạng lồi lõm của từng khối cơ bắp dưới lớp vải kia. Đường Tuấn liếc mắt nhìn anh ta, Nói cái thân thể đầy cơ bắp kia là do anh tự tập luyện mà có à? Tôi khuyên anh không nên uống quá nhiều thuốc tăng cơ, nếu không sau này e rằng muốn sinh con cũng là vấn đề nan giải. Sắc mặt người kia khẽ biến, thân thể đầy cơ bắp này của anh ta quả thật không phải do tập luyện mà có, mà là giống như Đường Tuấn đã nói, đều nhờ vào tác dụng của mấy loại thuốc tăng trưởng cơ bắp. Nhưng mà đây là bí mật riêng của anh ta, ngay cả đám bạn bè chó má thường đi chung cũng không biết, người trước mắt này làm sao nhìn ra được? còn anh nữa mỗi ngày đều uống rượu thận của anh đã sớm có vấn đề rồi tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút đường tuấn nhìn người thanh niên mới nói anh ta đã đánh gãy hai chân của thầy lang nào đó thuận miệng nói giọng nói vừa rơi xuống đám công tử tiểu thư hào môn này đều thay đổi sắc mặt đường tuấn nói rất đúng quả thật người thanh niên kia ngày nào cũng uống rượu đây cũng không phải là bí mật gì nhưng hôm nay anh ta vẫn chưa động một giọt rượu nào trên người cũng không có mùi rượu, sao Đường Tuấn lại nhìn ra được nhỉ? Đám cậu ấm cô chiêu hào môn này còn chưa lấy lại tinh thần thì Đường Tuấn lại tiếp tục mở miệng. Ngôn ngữ của anh ngắn gọn, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra toàn bộ bệnh tình và thói quen hàng ngày của họ nói toạc ra, giống như chính anh đã tận mắt chứng kiến vậy. Cuối cùng, Đường Tuấn nhìn về phía Thẩm Dương, thản nhiên nói, cậu cả họ trầm ngược lại không có bệnh tật gì đáng nói, chỉ là ngày thường làm quá nhiều chuyện khó có thể miêu tả mắc phải chút bệnh hoa liễu mà thôi. Bệnh hoa liễu, đám người lập tức biến sắc, vô ý thức cách xa Thẩm Dương mấy bước. Đặc biệt là sắc mặt của mấy cô gái trong nhóm này đột nhiên lại trở nên trắng bệch, vẻ mặt hệt như đang rất buồn nôn. Nếu trước kia Đường Tuấn nói như thế, bọn họ nhất định không tin, chỉ xem đó là chuyện tấu hài mà thôi, nhưng mới vừa rồi Đường Tuấn liếc mắt một cái đã nhìn ra bệnh tình của họ, điều này chứng tỏ y thuật của anh vô cùng lợi hại, thậm chí có thể gọi là thần kỳ. Cho dù bây giờ Đường Tuấn nói Thẩm Dương bị bệnh ít, e rằng tất cả bọn họ đều sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ. Anh nói bậy, Thẩm Dương khẽ giật mình, rồi lập tức mở miệng phản bác. Đường Tuấn cười nói, tôi không nói bậy, chuyện này anh hiểu rõ hơn tôi mà. Tôi thật sự rất bội phục cậu Thẩm đó, mắc loại bệnh kín này mà vẫn có mặt mũi tham gia tiệc tùng xã giao kiểu này, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Khuôn mặt Thẩm Dương căng thẳng, lại không thể nói ra lời phản bác nào. Lời nói của Đường Tuấn quả thật khiến anh ta có chút chột dạ, thậm chí còn có ý định đến bệnh viện kiểm tra một phen, nhưng như thế chính là gián tiếp chứng minh thân thể anh ta có vấn đề. Còn nếu không đi bệnh viện kiểm tra, cứ tiếp tục ở lại đây thì anh ta lại không chịu nổi ánh mắt ngờ vực của mọi người, hình như bọn họ đang nhìn không phải là cậu cả nhà họ Thẩm mà là một kẻ dị loại nào đó. Lúc này trong lòng Thẩm Dương không khỏi có chút hối hận nếu biết bản thân sẽ rơi vào cuộc diện lúng túng thế này thì vừa rồi anh ta nhất định không chiêu chọc cái tên đường Tuấn này đâu. Cậu thẩm, hay là anh đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Giờ này bệnh viện còn chưa đóng cửa đâu, một cô gái sắc mặt cực kỳ khó coi thấp giọng đề nghị. Ông đây làm gì có bệnh, muốn kiểm tra, con mẹ nhà cô tự mình đi đi. Thẩm Dương quát thẳng vào mặt cô bé kia. Cô bé kia nghe vậy, trên mặt lại lộ ra nụ cười thoải mái, nói, vậy cậu thẩm cứ từ từ, Tôi còn có việc, đi trước. Chương 623, không sao. Thẩm Nhất Nam, người giàu nhất ở tỉnh Khánh Hòa có hai đứa con trai là Thẩm Trung và Thẩm Dương. Sau này khi Thẩm Nhất Nam về hưu, sản nghiệp to lớn của nhà họ Thẩm tất nhiên sẽ do hai anh em họ kế thừa. Mà Thẩm Trung và Thẩm Dương bởi vì chuyện tranh quyền thừa kế nên quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người vô cùng chán ghét đối phương. Bất kỳ ai có địa vị trong giới thượng lưu ở tỉnh Khánh Hòa đều biết rõ chuyện này. Thẩm Trung là là con trai lớn của Thẩm Nhất Nam, lớn hơn Thẩm Dương 7, 8 tuổi gì đấy, cũng rất có tiếng nói trong công ty của gia tộc. Trên mặt anh ta đeo một gọng kính đen, ngũ quan cương nghị, dáng người chững chạc, giơ tay nhấc chân đều không tự giác mang theo khí thế vương giả, trông thành thục lão luyện hơn nhiều so với Thẩm Dương. Cậu cả Thẩm, lúc Thẩm Trung đi tới, đám người sau lưng Thẩm Dương lập tức nhao nhao tiến lên chào hỏi. Thẩm Dương siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt mềm trong lòng bàn tay người khác đều gọi anh ta là cậu thẩm nhưng lại gọi người anh trai này của anh ta là cậu cả thẩm mặc dù chỉ ít hơn một chữ nhưng điều này đại diện cho thân phận và địa vị khác nhau của hai người có ai tình nguyện mãi mãi làm người thứ hai mãi mãi sống dưới cái bóng của kẻ khác cho dù đối phương là anh ruột đi chăng nữa cũng không được thẩm dương em lại quậy phá cái gì thẩm trung khẽ gật đầu xem như đáp lại mấy người kia sau đó mày rậm của anh ta nhíu lại ngữ khí mang theo khiển trách nói với Thẩm Dương. Thẩm Dương nhếch miệng nở nụ cười giễu cợt, cười lạnh nói, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đang quậy phá. Thẩm Trung cũng không có dự định dây dưa ở chỗ này với Thẩm Dương, nên nhìn về phía Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, từ tốn nói, anh Đường, tôi đã sớm nghe nói về y thuật cao siêu của anh. Hiệp hội y học cổ truyền quả thật là đã tạo phúc cho tất cả bệnh nhân và lĩnh vực y học cổ truyền. Tôi thay thẩm dương xin lỗi anh vì hành động vô lễ vừa rồi, hy vọng anh bỏ qua cho. Thẩm Trung nói chuyện ôn hòa hữu lễ, coi như anh trai xin lỗi giúp em mình phạm phải sai lầm cũng không có gì sai trái, e là bất kỳ ai cũng bị loại tính cách và việc làm này của anh ta chinh phục, ít nhất ấn tượng ngay lần gặp mặt đầu tiên cũng sẽ không tệ lắm. Đường Tuấn nhìn Thẩm Trung, muốn tìm được một tia cảm xúc khác thường trên gương mặt của anh ta, đáng tiếc Thẩm Trung vẫn một dáng vẻ ôn nhu thiện lương không tì vết. Nên anh cũng đành từ bỏ, gật đầu nói, không sao. Cảm ơn thẩm trung lại nở tiếp một nụ cười ôn hòa hữu lễ. Hung giữ trợn mắt nhìn thẩm dương một cái, tiếp đó lại đối mặt với đường Tuấn, nói y thuật của anh đường quả thật không tệ, tôi rất có hứng thú đối với y học cổ truyền, cha tôi đang ở bên trong trò chuyện với một ít khách mời, hay là tôi đưa anh vào đó giới thiệu một chút. Biết đâu hai nhà chúng ta lại có duyên hợp tác thì sao? Người ta đang vui vẻ thì mình không nên tạt nước lạnh người ta, hơn nữa vừa rồi thẩm trung đã hạ mình như vậy nếu lúc này đường tuấn cự tuyệt anh ta, e là sẽ khiến người khác cảm thấy anh lòng dạ hẹp hòi, huống hồ anh cũng rất muốn gặp mặt thẩm nhất nam, chủ nhân của gia đình giàu có nhất tình. Cho nên, đường tuấn gật đầu đồng ý. Vậy xin mời anh đường đi bên này, thẩm trung chủ động đi trước dẫn đường cho đường tuấn. chương 624, cô thẩm, Ngọc Mai đâu? Hừ, tôi chỉ kiểm tra sức khỏe bình thường thôi, chẳng lẽ anh thật sự tin tưởng lời nói vô căn cứ của tên nhóc kia? M Thanh Thẩm Dương lạnh lùng nói: "Không không, tôi lập tức liên hệ với chú tôi ngay, nhất định sẽ làm tốt công tác bảo mật thông tin." Người kia nhanh chóng đáp ứng, nhưng trong lòng lại âm thầm dự định sau này có nên cách xa Thẩm Dương một chút hay không, tránh việc bị anh ta lây bệnh. "Anh Đường, vừa rồi lời anh nói là thật sao? Em trai tôi Thẩm Dương thật sự mắc phải loại bệnh kia?" Hai người đang đi Thẩm Dương đột nhiên hỏi. Đường Tuấn cười lắc đầu, nói: "Không có." mặc dù tác phong thường ngày của thẩm dương rất tệ hại nhưng chỉ là tố chất thân thể có chút suy nhược mà thôi không hề mắc loại bệnh kín kia vừa rồi tôi chỉ dọa anh ta thôi ha 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 thì ra là thế như vậy cũng tốt cho nó một bài học nho nhỏ về sau hy vọng nó sẽ thu liếm hơn đôi chút thẩm trung khẽ cười một tiếng nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tiếc nuối nếu thẩm dương thật sự mắc loại bệnh kia vậy chuyện thừa kế gia sản sẽ không còn chỗ cho thẩm dương nữa rồi Cha anh ta tuyệt đối không để loại người tác phong không đứng đắn này lên nắm quyền quản lý gia đình họ Thẩm, khiến gia đình họ Thẩm mất mặt. Thẩm Trung tự cho là bản thân ẩn giấu rất tốt, lại không thể thoát được quan sát của Đường Tuấn. Nhưng mà Đường Tuấn cũng không quan tâm đến chuyện anh em nhà họ tranh giành quyền thừa kế. Khiến anh không hiểu chính là tại sao đêm nay Thẩm Trung lại chủ động đến tìm anh, tuyệt đối không phải đơn giản như anh ta đã nói. Hai người trò chuyện vài câu, rất nhanh sau đó đã đi vào một cái phòng dành cho khách. Phòng khách này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cách trang trí lại vô cùng xa hoa. Người trong phòng cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều không phải hạng tầm thường. Rất rõ ràng, người có thể đi vào phòng căn phòng này mới thật sự là những nhân vật lớn, cho dù là gia sản hay địa vị xã hội đều cao hơn đám người bên ngoài không chỉ một bậc. Anh cả, sao bây giờ anh mới đến vậy? Lúc này, một giọng nói có chút bất mãn vang lên. Ngay sau đó âm thanh kia lập tức chuyển thành kinh nhạc và khó tin, anh cả, anh dẫn anh ta vào đây làm gì? Đây đâu phải chỗ mà anh ta có thể đi vào. Thẩm Linh Linh từ bên kia đi tới, nhìn thấy Thẩm Trung dẫn theo đường tuấn vào trong, trong mắt thoáng qua một tia coi thường và khinh bỉ. Thiên thiên, không được vô lễ, anh đường vị khách đặc biệt mà cha muốn gặp, Thẩm Trung lên tiếng nói, mặc dù là của mắng, nhưng cũng không có ý thức giận. Thẩm Linh Linh ngửa quen đường cũ kéo lấy cánh tay Thẩm Trung bĩu môi nói chủ tịch một cái hiệp hội mà thôi có gì hay mà gặp chứ nhà họ thẩm chúng ta có mấy bệnh viện lớn chẳng lẽ còn thiếu một tên bác sĩ như anh ta à em nhóc con này thẩm trung cười mắng một tiếng nhưng vẫn không nửa lời trách cứ đối với cô em gái này anh ta thật sự là yêu thương chiều chuộng hết lòng cô thẩm ngọc mai đâu đường tuấn nhìn thấy chỉ có một mình thẩm linh linh mà không nhìn thấy bóng dáng của lý ngọc mai đâu cả vội vàng hỏi Thẩm Linh Linh nói, cô ấy đang nói chuyện phiếm với bạn mới đấy, có tôi ở đây, chẳng lẽ cô ấy còn có thể xảy ra chuyện gì chắc. Cô giới thiệu, Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Thẩm Linh Linh kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, người tôi giới thiệu cho Ngọc Mai đều là công tử nhà giàu và thanh niên tài tuấn, nào có giống với một tên chủ tịch hiệp hội gì đó nghèo kiết hủ lậu như anh chứ, ngay cả nhân viên cũng không dám thuê, còn muốn bóc lột sức lao động của Ngọc Mai à? chương 625, cậu có lẽ là đường Tuấn phải không? Thẩm Linh Linh hừ một tiếng, cái đầu nhỏ của cô ngẩng cao lên, thẳng lưng đi về phía trước. Em gái tôi bị người trong nhà chiều chuộng sinh hư, hy vọng anh Đường đừng để ý. Thẩm Trung có chút áy náy nói. Đường Tuấn lắc đầu, cũng không để trong lòng. Phía trước cách hai người một khoảng không xa, có một đám người vây quanh một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đi đến. Người đàn ông có khí chất phi thường, trong tay cầm một ly rượu, bỗng có người đến mời rượu, ông ta cũng chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhưng không ai dám nói gì cả. Thẩm nhất nam, đường Tuấn nhìn thấy người này, trong lòng khẽ động, người đàn ông trung niên này chính là người trưởng quản gia tộc giàu có nhất tỉnh Khánh Hòa, thẩm nhất nam. Vốn dĩ mọi người đều đang vây quanh thẩm nhất nam, nhìn thấy thẩm trung và thẩm linh linh đã đến thì rất thức thời tìm cớ rời đi. Chỉ còn lại một nam thanh niên tầm 30 tuổi đứng kế bên người thẩm nhất nam, anh không khom lưng khuỵu gối nịnh bợ giống những người khác mà trái lại ngẩng cao đầu đôi mắt phân rõ trắng đen nhìn chằm chằm thẩm linh linh, trong mắt không hề che giấu mến mộ. Ngũ quan của nam thanh niên trẻ tuổi này rắn giỏi, hai hàng lông mày kiếm mọc sách vào trong tóc mai, cũng gọi là Mỹ Nam. Nhưng mà khi thẩm linh linh nhìn thấy người này lại khẽ nhíu mày, trong mắt cô hiện lên sự chán ghét, nhưng cũng không nói thêm gì. Ba, thẩm trung cùng thẩm linh linh kính cẩn lễ phép chào hỏi. Ừ, thẩm nhất nam gật đầu, cậu có lẽ là đường tuấn phải không ánh mắt của thẩm nhất nam hơi dừng một chút lên tiếng hỏi đường tuấn đường tuấn gật đầu bình tĩnh gọi ngài thầm rồi không có bất kỳ biểu hiện nào khác ông ta nhìn thoáng qua vẻ mặt kiêu ngạo của nam thanh niên ông cảm nhận được nam thanh niên này nhất định là một vị cao thủ có nội lực đỉnh cao thậm chí chỉ còn cách một bước nữa là có thể vào cảnh giới tông sư thẩm linh linh nghe vậy nhướng mày trong lòng có chút không vui ba của cô chính là nhà giàu nhất của một tỉnh hơn nữa còn là ông chủ của mấy công ty niêm yết, là con người có giá trị hàng chục tỷ, ai nhìn thấy ông cũng phải cung kính gọi một tiếng, tổng giám đốc thẩm hoặc chủ tịch thẩm nhưng mà tên nhóc đường tuấn này lại có thể xưng hô với ba là, ngài thẩm như vậy chẳng phải là muốn cùng vai phải lứa với ba sao. Tên này thật là tự cao tự đại, loại người này không xứng với Ngọc Mai, hừ, nghe Ngọc Mai nói, anh ta hình như cũng có chút bản lĩnh. Cũng đúng lúc tên đáng ghét Phương Niên Khải cũng có mặt ở đây, cô sẽ bảo anh ta giáo huấn đường tuấn một chút để anh ta biết khó mà lui cô nhất định không thể để gia đình họ đường làm hỏng cuộc đời ngọc mai trong lòng thẩm linh linh thật sự căm giận bộ dạng thẩm nhất nam không hề để ý chút nào khi ông đã đạt tới được địa vị và thân phận này mưu tính và lòng dạ sớm đã không gì lay chuyển được ông cười lớn nói nghe nói một tay cậu sáng ra lập hiệp hội y học cổ truyền tính toán lấy y học cổ truyền làm trọng tâm quả thật là che già măng mọc Cậu làm được như vậy xem ra còn đỉnh hơn ông của cậu ngày trước nữa. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, rõ ràng Thẩm Nhất Nam đã nhận ra thân phận của anh. Có điều anh cũng không bất ngờ, Thẩm Nhất Nam là nhà giàu số 1 của tỉnh, lần này lại chủ động muốn gặp anh, như vậy chắc chắn đã sớm thâm nhập điều tra về anh rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 625.